Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì cái tựa game này nó vừa mới update một cái vật phẩm limited mới vào tối hôm qua nha các bạn. Thì nhiệm vụ của nó yêu cầu là các bạn phải vô game AFK rồi các bạn kiếm cái lượt quay và chơi nhân phẩm nha các bạn. Thì nếu mà nhân phẩm các bạn tốt thì các bạn quay vài lần thì ra luôn, còn không thì quay hơi bị nhiều các bạn. Thì ngoài ra thì các bạn có premium thì nó sẽ tăng cái độ may mắn nha các bạn. Hoặc là các bạn join vào group thì nó cũng sẽ tăng cái độ may mắn cho các bạn nhé. Thì nếu bạn nào thích cái vật phẩm Dominus này thì có thể vào treo và kiếm lượt quay để chơi nha các bạn. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.